anh em đây bên cửa anh em lại tiếp tục lên đường các thiết bị âm thanh cho anh em khách buôn này, khách lẻ rồi là khách thợ. Chúng ta cần mua trang thiết bị âm thanh đến cửa hàng em với các bác đấy. Hôm nay thì lên đường rất nhiều, từ những con đẩy 4 kênh của SDC DK1200 cho anh em thợ này, chúng ta về đi lắp đặt này. Và những anh em mà cần mua đẩy về lắp phòng karaoke gia đình hay là mua các thiết bị âm thanh, hôm nay bên cửa anh em lên cho anh em khách buôn đây. Đấy, với những thùng kiện như thế này thì bên em sẵn sàng gửi xe khách để phục vụ anh em nhận trong ngày nhé. Đấy, tuyến quốc lộ 53 thì nhà em thì luôn luôn có xe đi qua rồi, nên là anh em nào đang cần mua thiết bị âm thanh để chúng ta thứ nhất là đi về buôn bán này, chúng ta mua thiết bị số lượng này thì đến với cả anh em rất nhiều thiết bị âm thanh, đặc biệt là phiên bản này E8000 Ultra hôm nay lên đường này, và cả EDC dòng E8 cũng lên đường phục vụ anh em khách buôn nhé, anh em thợ, anh em mua số lượng này các bác thấy đấy. Đấy, bộ mic EDC XM10 lên đường rất là nhiều cho anh em. Cái dòng mic này thì đang rất là hot rồi, nhà em thì đang có số lượng cực kỳ lớn, các bác biết kho nhà em rồi, về hơn 100 bộ sản phẩm mic không dây EDC XM10 và E8000 Ultra này hôm nay lên cả thùng, đi cả thùng cho anh em. Đây là cái con vang cơ lấy số công nghệ bóng đèn rất là chất lượng. Và tiện đây thì bên cả anh em cũng xin thông báo là anh em nào cần mua thiết bị âm thanh đến với Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương qua tuyến quốc lộ 5A nhé, đến cửa hàng em, hoặc anh em cần mua số lượng mà cần gửi ngay trực tiếp trong ngày thì anh em hỗ trợ xe khách cho anh em hàng. Với trang thiết bị âm thanh anh em mua lẻ có giá lẻ tốt, anh em mua xỉ có giá xỉ tốt nhá. Vào đây, quay vào đây với em. Hôm nay thì bên cửa anh em này tiếp tục lên đường luôn cả cho anh em khách lẻ chúng ta mua thiết bị âm thanh, đặc biệt là với phiên bản và là EDC E8000 Ultra. Đấy các bác thấy, hôm nay lẻ, như anh em mua lẻ này, cả thùng các bạn, mua lẻ cả thùng các bác thấy chưa? Bởi vì hôm nay thì cũng có hơn chục anh em đặt hàng với phiên bản là EDC E8000 Ultra. Đấy các bác thấy, hàng của bên em đây. Và kiểm tra luôn cái phiên bản E8000 Ultra trên video hôm nay với Tùng nhá. Cái phiên bản này đang quá là hot rồi. Hôm nay đến có cả hơn chục đơn của anh em khách hàng đặt với E8000 Ultra. Và buổi chiều chắc chắn là cũng sẽ rất là mệt đây, nhưng mà không sao cả. Em cảm ơn các anh em khách hàng khi ủng hộ ở cả anh em với những phiên bản mang cơ số cao cấp như thế này. Đây là E8000 Ultra, phiên bản hiện đại công nghệ bóng đèn nhá. Đấy anh em thấy khách thợ chúng ta cũng đã cập nhật liên tục rồi. Tình hình hiện tại thì con này đang rất là hot của năm 2024. Anh em muốn trải nghiệm âm thanh công nghệ bóng đèn không? Các bác lựa chọn ngay phiên bản E8000 Ultra. Giá em này thì chưa đến 2 triệu đồng một con, cực kỳ là chất lượng các anh, hàng sản phẩm chính hãng này, logo mã QR code này, bảo hành đi theo hãng anh em yên tâm. Đấy, và đầy đủ linh phụ kiện nhé. Em này không sử dụng bút chỉnh như thông thường nữa, chỉnh số hết, chỉnh tất cả ở trên này, chỉnh bằng nút control nhé. Và bây giờ thì cùng với em kiểm tra cách, em hướng dẫn cho các anh em luôn cách chúng ta cắm các thiết bị âm thanh ở trên video ở đây bên em Tùng. Ở đây thì em chuẩn bị sẵn đó là thiết bị đẩy, bởi vì đa phần bây giờ anh em sử dụng đẩy nhiều hơn. Cũng có anh em muốn nâng cấp âm ly, nâng cấp âm ly thì hay quá rồi. Thì anh em cứ chuẩn bị cho em, nếu anh em sử dụng với đẩy hay với âm ly thì vẫn phải sử dụng đầu dây ca lông một đầu như thế này đúng không ạ? Đầu còn lại có thể là hoa sen, đầu còn lại có thể là ca lông, cho anh em cắm đẩy thì anh em cắm cho em vào cái cổng ở đằng sau nhé. Đấy các bác nhìn đấy, hai cổng RA RA. Tránh tình trạng anh em cắm nhầm ra cổng sút, nhiều anh em mà cắm ra cổng sút này thì tiếng âm thanh nó bị ù, bởi vì chúng ta sẽ đánh ra cổng sút, tiếng sút thì nó lặng tiếng hơn. Anh các bác cắm cho em vào cổng RA RA nhé. Và các bác nhớ cho em cái dây tín hiệu đấy, anh em có thể lấy qua các đường cổng cắm như là USB, cổng quang, Bluetooth hoặc là đường dây tín hiệu trắng đỏ này. Ở đây thì em sử dụng đầu dây trắng đỏ nên là em cắm ngay trực tiếp vào cái đường AUX này, các bác nhìn thấy không? AUX này chúng ta cắm cho em vào AUX 1. Bình thường thì em khi mà em test hàng em sẽ cài sẵn trong chế độ AUX 1 cho anh em cắm nhá. Mic dây, mic không dây anh em cắm cho em mặt sau. Đấy, đồng thời bạn cho em chút âm lượng tổng. Em âm lượng tổng mic A, mic B để khi mà chúng ta hát âm thanh thoát tiếng tốt hơn nhá. Và đây là màn hình thức giao diện của phiên bản ETC, phiên bản E8000 Ultra và cắm điện cùng với em ạ. Đấy các bác, anh em cắm dây nguồn cho em. Cái dây này thì là sử dụng cái dây ba trạc như kiểu dây lồi cơm của anh em ấy, khi nhận hàng thì có dây rắc ở trong nguồn hết rồi, ở trong hộp hết rồi các bác nhé. Chúng ta chỉ cần cắm các thiết bị lại với nhau thôi. Đây rất là đơn giản đúng không các bác. Hình thức giao diện của E8000 Ultra này, khi các anh em cắm điện lên thì các bác sẽ thấy ngay cái công nghệ bóng đèn nó phát sáng luôn lập tức, để thể hiện rằng đây là một trong những cái công nghệ hiện đại bậc nhất ở thời điểm tại rồi. Khi mà chúng ta mua những con vang và có cái công nghệ này, nó chắc hẳn là cũng không thể là có nhiều vào dòng vang có tính năng này đâu. Ở năm 2024, đây là phiên bản đầu tiên có ETC E8000 Ultra có tính năng công nghệ bóng đèn, và cái công nghệ này nó sẽ giúp đỡ cho việc chúng ta sử dụng âm thanh, nó lọc tín hiệu, lọc chất lượng âm thanh vô cùng tốt luôn, để các anh em có thể lựa chọn trải nghiệm âm thanh gia đình một cách tốt nhất. Đấy, và cái tính năng, với cái tính năng công nghệ bóng đèn này thì trước đây chỉ có ở trên những cái dòng mic không dây thôi, nhưng mà hiện tại thì đã có bắt đầu xuất hiện ở trên dòng vang rồi, và anh nghĩ là những thời điểm tiếp theo thì tất cả những cái dòng vang cơ lai số muốn đột phá là phải vượt qua được E8000 Ultra đã. Và đây là hình thức giao diện thực tế các bác đã được nhìn thấy, với mặt màn hình trực tiếp nằm ở giữa đây cũng sẽ hiển thị tất cả thông số cơ bản cho anh em, cũng có luôn cái dải đèn led đèn mưa khi chúng ta kết nối lấy nhạc nhá. Và em này thì có sử dụng các tất cả tính năng chỉnh cơ rất đơn giản, chỉnh cho em nút control em nhắc anh em ở đầu video rồi, tăng giảm âm lượng to bé này, khi chúng ta xoay cho em nút âm lượng này các bác vặn bên tay trái thì nó giảm, ký hiệu số nó cũng sẽ hiển thị ngay, tăng thì chúng ta vặn sang bên tay phải. Có phần nhạc này, anh em chuyển ra phần mic thì nhấn cho em một nút mic thì nó có ký hiệu ở trên này. Các cái phím chức năng bao gồm là input lấy nhạc,
FBX, chế độ nhạc, và có thêm cái chế độ mic, chế độ nhạc ở trên này để các anh em có thể chỉnh phần nhạc, phần mic và phần effect rất là quan trọng. Đây là cái phần để chúng ta chỉnh tất cả tính năng cơ bản echo, reverb đấy các bác. Nhấn cho em vào phần effect thì sẽ ra âm lượng tổng effect này. Chúng ta muốn nhiều ít chúng ta vặn cho em cái chế độ effect này. Đấy, và tiếp theo nữa là cái chế độ bass mic check cho anh em chỉnh bass, chỉnh treble, chỉnh reverb, chỉnh delay cho anh em. Đấy, anh em muốn chỉnh delay, reverb như thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể tăng giảm âm lượng ở trên cái tính năng này. Đấy, cắt tần số cao reverb này, chế độ delay này. Đấy, chế độ repeat cho anh em nữa để chúng ta có thể sử dụng âm thanh một cách tốt nhất. Ok, và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm âm thanh thực tế đến từ phiên bản vang cơ lai số thế hệ mới nhất của ETC. Đây là phiên bản E8000 Ultra. Và để xem là với âm lượng, với chất lượng âm thanh của cái dòng sản phẩm này, liệu nó có xứng đáng để các anh em lựa chọn chơi phòng hát gia đình một cách tốt nhất hay không. Thì ở đây em đã chuẩn bị sẵn một bộ mic dây rẻ tiền rồi, cùng anh em test thì hợp thanh nhá. Đây là những cái bác khách hàng đặt lẻ thiết bị âm thanh bên em, thì em cũng sẽ gửi trực tiếp đến cho anh em khách hàng chúng ta yên tâm hơn khi mà chúng ta đặt hàng với bộ sản phẩm này bên em. 1 2 5 6 7 8 9 7. 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7. 1 2 5 6 7 8 9 7. Anh em thấy thế nào với tính chất âm thanh của ETC E8000 Ultra? Khi mà âm thanh được lọc qua tính năng công nghệ bóng đèn hiện đại như thế này thì âm thanh của anh em trở lên sáng hơn. Em cảm nhận được tiếng em vừa khỏe này, và có độ lịnh tiếng cao với thân tiếng chất lượng âm thanh của Echo, với tính năng của reverb, vừa được bộc lộ được cái tài năng hát của mình. Và đặc biệt là cái công nghệ bóng đèn này em cảm thấy rất là thích, khi mà giọng hát của mình cất lên nó khỏe hơn, thanh thoát hơn, độ lịnh tiếng tốt hơn. Và đó là gì các anh em cần ở trên một phiên bản vang cơ lai số hay và chất lượng ETC E8000 Ultra. Và ngày hôm nay thì bên cả anh em vừa lên đường cho anh em khách thọ, vừa lên đường cho anh em khách buôn, cũng như là vừa lên đường cho anh em khách lẻ nữa. Nếu anh em mà đang có nhu cầu với phiên bản vang cơ lai số cao cấp của ETC, đặc biệt là phiên bản công nghệ cao nhất, công nghệ bóng đèn E8000 Ultra, liên hệ trực tiếp bên em Tùng nhé, để có ngay một mức giá tốt nhất, giá xỉ, giá lẻ, giá tốt nhất bên cả Tùng Audio dành cho tất cả anh em khách hàng ở thời điểm đầu năm 2024. Và video của em xin dừng lại tại đây, là tất cả anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bạn.